Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ hai, ngày 21 tháng 3 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận cho quý bà con, quý chị, các bạn cùng tham khảo. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá thanh long trong 1-2 ngày trở lại đây thì đang có chiều hướng đang tăng nhẹ trở lại nha quý bà con. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì tình hình giá thanh long có thể tăng mạnh trở lại để cho quý bà con có thể yên tâm và bà con nông dân mình có thể bán hết được thanh long. Đầu tiên đó là thành thông thanh long ruột đỏ ở khu vực miền Tây, thì giá về dựa thò lộ 1 hiện nay thì đang có mức giá đồng từ 11.000 đến 13.000 đồng một ký. Loại 2 thì đang có mức giá đồng từ 6.000 đến 9.000 đồng một ký. Loại 3 thì đang có mức giá đồng từ 2.000 đến 5.000 đồng một ký. Còn tình hình giá thanh long ruột trắng hiện nay ở khu vực miền Tây thì thương lái đang mua xô với mức giá đồng từ 3.000 đến 4.000 đồng một ký. Hiện nay thì trong một vài ngày vừa qua tình hình có chút khởi sắc, đó là thương lái cũng đã bắt đầu đi thu mua thanh long cũng tăng trở lại. Tình hình giá thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì thanh long ruột trắng hiện nay thì cụ thể như sau: bò đẹp thì đang có giá động từ 4-5-6, bò sàn thì đang có giá động từ 3.000-4.000-5.000, còn hàng giạt thì đang có giá động từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký, hàng xô thì đang có giá động từ 3.000 đến 4.000 đồng một ký. Còn tình hình giá thanh long ruột đỏ, giá thanh long ruột đỏ hôm nay thì hàng đẹp đang có mức giá động từ 11.000 đến 13.000 đồng một ký ở khu vực Bình Thuận. Và tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể và con nông dân, quý anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào.